Sao Hàng Nhật Đầu Địa xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng một chiếc điều hòa di động cửa sổ. Con này dòng đẻ cửa sổ nhé, của hãng Kurumi. Con này công suất thì nó khỏe 8.000 BTU. Dùng cho phòng khoảng 10 đến 12 mét vuông. Phòng 15 mét thì vẫn chơi được nhưng mà sẽ làm lạnh hơi lâu hơn một chút. Ở cái cửa gió của bọn này thì nó đang ngồi đây lạnh buốt tay luôn ạ. Nó ra nhiệt độ vào khoảng từ 15 đến 20 độ C, dao động là như vậy. Con máy rất là đẹp. Con này sản xuất năm 2014 này. Nhé. 2014. Yeah. Máy hiện tại đang chạy test rất ok, ngon lành rồi. Bên trong này là dàn lạnh này. Dàn lạnh các bác nhá. Dàn lạnh rồi. Đây có cái cảm biến nhiệt độ đủ lạnh. Nếu các bác đặt 25 độ C thì phòng 25 đủ 25 độ thì máy sẽ ngắt. Đấy. Con này thì chiều cao nó vào khoảng 75 phân. Rộng vào khoảng 35. Dày thì hơn 20 tí. Đấy. Có điều khiển học đa năng đi kèm. Con em bán 4 triệu đi kèm trước điều khiển học này nhé. Đời 2014. Nên các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Giá 4 triệu. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Bọn này nó chạy điện 100V cho nên là phải mua một cái đổi nguồn đi ngoài cho nó nhé. Đổi nguồn 450 thì mới chạy được đấy. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500.000 nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt nha. Con em để số 34. Chào các bác.